Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hai Nguyễn Đại Dương. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến là các bác, các anh, các chị, các bạn và các em đam mê âm thanh và muốn tìm hiểu về các dòng súp hơi, thì ngày hôm nay em lại tiếp tục có một sản phẩm, đó là súp hơi mang thương hiệu JBL Bát 40. Thì đây là một dòng mới tinh được nhập khẩu nguyên khối từ Trung Quốc về. Thì dòng này là đến từ thương hiệu JBL, tức là USA, nhưng được Trung Quốc sản xuất từ đầu đến đuôi. Dòng này có model là SRX718. Thì đây là phía trước xin giới thiệu. Thì loa súp để làm gì? Loa súp nó có nhiệm vụ là bổ sung lại tiếng bass dày, tiếng bass ấm và tiếng bass sâu. Có đánh súp khi gác phối hợp với cụ đẩy 3 kênh, 4 kênh cũng như bộ dàn nghe nhạc thì nó sẽ làm hay hơn rất nhiều. Nghe nó sẽ rất là phê và nghe rất là lực và nghe rất là thích thú, bởi vì nó bổ sung tiếng bass ấm, tiếng bass dày. Thì đây là một cái súp rất phù hợp cho các bác đánh phòng hát cũng như gia đình. Bây giờ em xin giới thiệu tổng quan. Thì chiếc súp này có trọng lượng, tổng trọng lượng bốc trần của nó là 33 kg, trọng lượng là 33 kg. Về cái chiều rộng, bác nhá, chiều rộng của này từ đây đến đây em báo luôn kích thước nhá, chiều rộng là 60 và sâu cũng 60, tức là chiều rộng và chiều sâu là 60. Nó là một hình vuông và chiều cao của nó, chiều cao là từ mặt trên này xuống mặt dưới là 55 cm. Đây là một dòng súp hơi mặt rất phù hợp của anh gia đình. Nó sẽ ít tạo lên tiếng ù và tiếng rèn của súp. Nó làm cho súp căng tròn ấm. Phía trước đó là một e căng bằng sắt, bên trong nó có miếng xốp để chắn bụi bẩn. Bên này đấy, đây là dòng súp hơi 40. Thì dòng này nó sử dụng một bát 40 màng giấy gân lụa tẩm dầu 3 ngấn, có 2 lỗ thoát khí phía trước, bên trong là có bông tiêu âm. Đây chính là phía trước. Dòng này sơn là sơn sần bóng, thùng nó thùng gỗ ép, nhá, thùng gỗ ép sơn sần bóng nên rất là bền, chống rất lực. Ở phía sau hỗ trợ 2 đường vàng, hỗ trợ 2 đường vàng bằng dốc niêu chích. Thì cái dòng này công suất nó rất là mạnh, công suất rất mạnh, nó đạt tới là 800W một quả súp này. Đấy, thì cái loa súp này rất hay. Nếu như các bác muốn chơi loa full thì bác chỉ mua một cái loa check rời, bác câu từ đít loa để trên này là xong. Tức là bác cướp cái hiệu nhạc ở đây, bác câu một cái loa check ở đây, thế là thành loa full luôn. Đấy, thì cái dòng này nó sử dụng một bát, bát của nó là bát JBL, bác nhá, từ 220 họng 100, bao nhiêu đây, hàng mới tinh luôn, 8 ohm, đến từ thương hiệu USA, được sản xuất tại Trung Quốc nhé, thương hiệu của USA nhưng được sản xuất Trung Quốc. Nó sử dụng một từ đen từ 22 họng 100 và từ nó rất là dày. Các bạn nhìn này, xương nó là xương gang đúc, cái xương rất là to, quỳnh ra dày bịch. Trọng lượng của cái bát này là 11 kg nhé, trọng lượng của cái bát này là 11 kg. Thì bác hình dung là nó tốt nào rồi, bát 40 họng lớn từ lớn. Tôi nhìn này, dây quấn vẫn là vàng óng này, vàng óng. Thưa này, các bạn đánh bền bỉ lâu ngày không hỏng, và đặc biệt cái đồng loa là loa xịn, nó có cả mã, cái mã này, đấy, mã in trong loa này, màng giấy bác nhé, màng giấy này, màng một giấy và nhiều sóng bởi tránh đánh rung giật. Trầm là tiếng trầm nó rất là mạnh và lực. Thì nhà sản xuất thiết kế màng giấy, màng giấy để tạo độ bay, độ bay và đánh tránh cái rung ngang. Nó loa gân lụa đầu dầu rất là đẹp, con loa rất là mới, là chất ạ, nhện nó màu vàng rất là đẹp nhá. Bát loa rất nặng 11 kg. Bây giờ em hãy test tiếng bát của nghe thử nhá, nghe thử cái tiếng bát của nó hay mức độ nào, cực chất luôn. Thế những dòng này bác
mua bác không lo là cái bát loa hỏng chưa, thùng loa hỏng chưa hay là cuốn lại chưa, thì bác an tâm là mới 100%, độ bền cao, âm thanh hay. Tôi nghe này, tiếng rất là lực. Ấm dày lực mạnh mẽ. Quay rất sướng thôi nhá, quay thế rất sướng. Bác nghe tay phone, bác nghe tay bác rồi đó, nghe tay phone. Và em xin được báo giá luôn các nhá. Là súp hơi 40 từ 2 hạng 100 này mới tinh, nhập khẩu Trung Quốc. Em giá bán giá là 5 triệu đồng bao ship. Có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Tổng loa nhập khẩu nguyên khối các nhá, mới tinh, cho nên không lo gì cả. Xin chào các nhá.